xin giới thiệu đến quý khách hàng một cơ hội đầu tư bất động sản sinh lời bền vững. Bất động sản luôn có giá trị gia tăng theo thời gian, mang lại nguồn lợi nhuận an toàn và ổn định cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với những bất động sản có thể kinh doanh được, mở cửa hàng buôn bán thì luôn được săn đón hơn cả do nó còn mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư. Shop Origami chính là sản phẩm đáp ứng những yếu tố đầu tư chắc thắng cho quý khách hàng. Origami nằm ở ngay cửa ngõ 3 cổng chính đi vào của dự án Vinhome Grand Park, đô thị thông minh công viên lớn nhất Đông Nam Á. Chính vì ở cửa ngõ đắc địa mà ai đi cũng phải ngang qua, nên nó sẽ thu hút sự chú ý của tất cả dân cư của đô thị 200.000 người. Không những thế, là shop chân đế nên nằm ở tầng trệt của những tòa nhà có từ 600 đến hơn 1.000 căn hộ. Như vậy, chỉ riêng việc phục vụ tại chỗ cho hơn 10.000 căn hộ thuộc 21 tòa nhà của Origami thì nhu cầu đã rất rất lớn. Thế nên, dễ hiểu vì sao các căn shop chân đế luôn đắt hàng. Tất cả các thương hiệu đều mong muốn mở cửa hàng tại đây. Từ nhà hàng, cà phê, nhà thuốc, tất cả các thương hiệu siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ngay cả ngân hàng cũng đặt trụ sở tại shop chân đế. Lấy ví dụ những căn shop ở dự án Vinhome Central Park, giá thuê luôn cao hơn nhiều lần so với nhà phố mặt tiền, kể cả ở quận nhất, và luôn lấp đầy do mật độ dân cư đông và tập trung. Giá trị những căn shop so với ngày mở bán cách đây 6 năm đã tăng khoảng 300%. Nhưng thực ra, vào thời điểm mua, khách hàng chỉ bỏ ra 30%. Như vậy, so với số tiền đầu tư ban đầu, thì tỷ suất lợi nhuận của khách hàng lên đến 1.000%. Hiện nay, với chính sách mua nhà 3.0, ưu việt chưa từng có của Vinhome, thì việc sở hữu một căn shop chân đế trở nên cực kỳ dễ dàng. Với không đồng vốn, không lãi suất, không áp lực tài chính, không cần vốn trả trước, khách hàng chỉ cần ký 2 chữ ký và chứng minh thu nhập cho chúng tôi là có thể sở hữu con gà đẻ trứng vàng shop Origami. Diện tích các căn shop vô cùng đa dạng, tối đa hóa diện tích kinh doanh từ 24 đến 140 mét, đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng.